Tôi đã gia tăng tài chính gấp 2 lần nhờ ứng dụng luật hấp dẫn. Cho nên xin hỏi có bao nhiêu anh chị mình đang đi làm công việc ổn định hoặc là mình đang kinh doanh đó, nhưng mà mình khao khát mong muốn làm thế nào để mình có thể gia tăng cái tài chính của mình lên, mình có thể là phát triển công việc và khách hàng của mình lấy không ạ? Vậy thì Lan sẽ có một cái công thức 21 ngày và của video này Lan sẽ tặng cái công thức đó cho anh chị. Và cái bộ công thức này anh chị, Lan cũng đã tư là một cái người chưa dương tài chính, Lan cũng là một mẹ bỉm sữa ba con và Lan cũng từng bán hàng rong ở ngoài chợ, và Lan có một điều Lan rất là khao khát thành công. Thì sau đó anh chị rất là tuyệt vời, Lan đã được một người bạn gửi tặng cho Lan một cái bộ công thức 21 ngày từ một cái người thầy cực kỳ thành công. Và sau khi Lan có được công thức này, Lan xem đây là cái tài sản của Lan và hàng ngày Lan ứng dụng. Thì khi mà Lan học công thức này anh chị, điều đầu tiên Lan được học đó chính là Lan thay đổi lại được cái bộ tư duy gốc rễ của mình, trở thành cái tư duy, cái niềm tin của người thành công, và Lan làm chủ được cái tâm trí cảm xúc của mình, tập trung vào điều tích cực hơn. Và cái thứ hai Lan học được đó chính là Lan biết được những cái quy luật của vũ trụ, quy luật của luật hấp dẫn, và Lan sống thuận theo những cái quy luật của vũ trụ. Và rất là vi diệu, khi mà Lan liên tục học tập và ứng dụng như vậy, trong tháng đầu tiên Lan dành nhiều thời gian ra để Lan ghi chép bộ công thức này và Lan học tập, thì quá tháng thứ hai anh chị biết điều gì không ạ? Lan đã có thể gia tăng cái tài chính của Lan lên gấp 2 lần, và hiện tại sau hơn 2 năm ứng dụng thì Lan đã đạt được cái mục tiêu đó lớn hơn rất là nhiều. Và sau đó thì Lan cũng gửi tặng cái bộ công thức này cho rất là nhiều anh chị. Họ cũng là những anh chị kinh doanh online hay là anh chị kinh doanh truyền thống, kể cả những anh chị làm giáo viên, làm văn phòng, kế toán, nhưng mà họ ứng dụng cực kỳ thành công. Vậy thì nếu như ngày hôm nay anh chị nào mình mong muốn được nhận cái công thức này thì Lan cũng rất là hạnh phúc và rất là tri ân, tại vì là Lan đã được một người bạn cũng như là vũ trụ rất là ưu ái cho Lan để mà Lan được học cái bộ công thức này. Vậy thì ngày hôm nay Lan sẽ gửi tặng lại cho những anh chị nào mà đủ duyên, thì anh chị có thể là comment hoặc là nhắn tin cho Lan, thì Lan sẽ gửi tặng lại cái bộ công thức 21 ngày này hoàn toàn miễn phí cho anh chị luôn. Và anh chị hãy lấy cái bộ công thức này làm cái tài sản của mình, và Lan tin chắc rằng đây là một cái tài sản nó giúp cho Lan trở thành một con người có giá trị, có khả năng tạo ra tiền và giúp cho Lan có thể thay đổi tài chính của mình. Thì Lan tin rằng anh chị cũng có thể là đạt được cái mục tiêu này và lớn hơn Lan nữa khi mà anh chị đi đúng cái công thức, cái lộ trình của người thành công. Và xuất phát điểm, Lan chỉ là một cô gái bán hàng rong, nên Lan tin rằng tất cả anh chị, cho dù anh chị xuất phát điểm như thế nào thì anh chị cũng đều ứng dụng công thức này thành công, tại vì đó chính là quy luật của vũ trụ rồi. Yes, và Lan xin chúc cho anh chị có thể là ứng dụng thành công nhé. Và khi mà anh chị ứng dụng có kết quả thì anh chị hãy nhớ quay like, hãy comment ở cái video của Lan để mà chúng ta cùng ăn mừng cùng nhau nhé. Lan xin chào.